màu hồng màu đỏ với màu xanh. Thôi ướt rồi đó. Tôi quên. Ngon quá, ngon không anh mấy đứa? Ngon. Dữ không? Dữ chứ không dữ. Rất là ngon. Rất là ngon. Green mango. Đừng có chấm cái này. Chấm muối á, không có chấm cái này. Muối ăn nè. Muối quá hả mọi người, mấy lúc ăn cái này. Ôi vậy thấy muối không? Muối. Ôi vậy đưa đủ khó ấy quá. Sao liếm vô trong đó? Không có liếm như vậy nha. Không có liếm cái cây này nha không? Liếm cái này là ăn dơ lắm. Đâm vô cái rồi mình ăn cái ấy thôi, không có liếm cái cây. Nữa sao này dễ chân chứ nhỉ? Ngon quá, ngon quá. Hết tầng xoài hả? Rồi, ốc mượn. Cái đó là cái gì? Bi? Con mượn. Cái con này ăn kìa, cái đó cái gì vậy? Cái mận là ốc mượn. Không phải. Cái mận cũng không biết. Cái này ngon quá. Cái này ngọt mà chấm muối thì chưa bên. Cái thời công nhận nó ngon, giảm nó ngon. Thôi này không có chua nha các bạn. Not sour. Tuyệt cú mèo. Vậy mà bà ngoại không ăn. Thấy mờ luôn. Thấy mờ luôn rồi. Ngon dữ không? Ừ. Giờ nói Út nghe nha, trước khi ăn mình phải làm gì? Rửa tay. Đúng rồi, rồi nói tiếp. Rửa tay với cái gì con? Rửa tay với xà bông. Đúng rồi, rồi sau đó sao? Ăn. Ăn gì mà ăn? Ăn ham quá bậy nè. Mình rửa tay, tay ướt xong mình làm cái gì? Anh ham em có nói đi không? Ngủ. Đi ngủ hả? Chưa ăn mà đi ngủ hả? Lau tay. Ngồi tay với mình đúng rồi. Rồi mình có, mình khi mình ăn mình có được bóc cái tay vô đồ ăn không? Ừ. Đúng rồi. Tại sao? Dơ. Đúng rồi. Mà tại sao dơ không được ăn? Có gì vi khuẩn. Đúng rồi. Hay quá. Cái này rửa tay. Rửa tay, rửa tay. Nghe hiểu chưa? Rồi sau khi ăn mình làm gì? Đi ngủ. À, không phải. Sau khi ăn mình làm gì? Rửa tay. Không phải luôn. Không biết rồi. Sau khi ăn làm gì? Rồi nói nha, rồi từng đứa nói nha. Nếu mà nói tầm bậy là ú quýnh nha, chạy tay ra ú quýnh nha. Giờ sau khi ăn rồi mình làm gì? Bên trước. Đi tắm. Xì tay ra. Đi tắm nè. Bi, sau khi ăn để ra xong mình làm gì? Không biết. Không biết cái gì được kìa. Thôi. Không, thì ra nhanh. Có vẻ không phải là ăn xong rồi đúng không? Xì tay ra nhanh. Thôi. Nghe không? Nghe bây. Để lên. Rồi, tao bây tới rồi. Ăn xong rồi làm gì? Đi ngủ. Xe đây ra. Đi ngủ. Rồi sau khi ăn mình phải dọn dẹp. Đúng không? Mình phải dọn sạch chứ. Mới đi ngủ chứ, tự nhiên ăn xong mình bỏ đến đây cái mình đi ngủ đúng không? Rồi sau khi mình dọn dẹp xong mình làm gì anh hai? Đi tắm. Tại sao đi tắm? Nó dơ. Dơ hả? Lần qua có tắm chưa? Rồi. Đúng rồi, hôm giờ tắm nữa hả? Cho nó mát. Mát hả bệnh? Dạ. Mát. Mát hả?
Rồi, bỏ qua, ok ha. Tao Huy. Bây giờ sau khi ăn xong mình làm gì? Sau khi ăn xong mình dọn dẹp xong mình làm gì? Trả lời nhanh lên, đến thứ ba nha. Một. Dọn dẹp hả? Dọn dẹp rồi xong mình làm gì em nha? Anh Hai nói là anh Hai quýnh nè, anh Hai bị quýnh nè, xe ra ra anh Hai. Xe ra ra. Anh biết chưa nói hả? Xe ra ra, không có nói nhiều. Giơ cao lên. Ngươi nè. Anh Hai nè. Rồi, đây em gọi coi. Ăn xong mình không có MB chứ lộn, ăn xong mình dọn dẹp xong mình làm gì? Suy nghĩ coi. Đi ngủ đi thức dậy. Đi ngủ phải không? Chính xác. Rồi em gọi. Ăn xong mình dọn dẹp xong mình làm gì? Đi ngủ. Đi ngủ không có trả lời giống nhau nha, trả lời khác đi. Còn cái gì khác để trả lời nữa không? Vậy gì nó lại coi. Mình ăn xong rồi, cái mình dọn dẹp xuống rồi. Rồi xong rồi tiếp theo mình làm gì? Vậy gì? Có ngủ đâu vậy? Nó biết nữa gì nãy nãy nãy. Đi tới đây. Một. Hai. Ba. Làm gì? Ngủ. Nãy em đi trả lời ngủ rồi. Người con nghĩ là cái khác. Nhanh lên. Đi xuống thủy. Anh Hai xì tay ra. Nó tầm bậy bạ xì tay ra nhanh lên. Đi xuống thủy. Em coi trả lời chưa ấy mà cừ. Trả lời. Xì tay ra, suy nghĩ lâu quá, xì tay ra. Không trả lời. Là Út nói là mình phải đi rửa tay. Đúng không? Đúng. Rửa miệng nữa đúng không? Rửa miệng, sẽ đi đi tắm đi vô phòng ngủ hả? Đúng rồi, thôi đó, mình đi tắm xong mà mình đi ngủ. Đâu ngủ vô dẹo. Thôi. Ngủ vô dẹo đái đâu quần. Anh đâu đái. Đái thì sao? Đái rồi. Ủa cái này sao nữa ta? Cái này ngủ thăm lạnh gì quá rồi. Tập thể dục. Có tập thể dục không? Không. Nó nhầm rồi. Chứ làm gì? Có học bài không? Có. Rồi dính lỗ mũi luôn. Rồi giờ biết rồi phải không? Mình ngủ dậy cái mình đi chơi, mình học bài. Đi chơi xong thì thôi vô. Cô biết mi nói vậy nè. Mày mi nói rồi đó là anh nó đi chơi học bài xong là đi ngủ nữa. Biết mình bên nhà quay. Dọn dẹp. Ủa sao chứ chứ tại sao? Con nghe ai nói là đi siêu thị vậy con á. Đi sao mà những con nãy nói là đem theo mì Thảo Hảo đi mua đi đem theo siêu thị ăn á. Ra. Con nói mà. Không có không? Sao con nói? Nói nào? Ở dưới con nói là Út Diệu ơi hơn 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 nó lấy mì Hảo Hảo giùm con luôn nha. Vậy đó sẽ đơn hỏi rồi lấy mì Hảo Hảo gì vậy? Nó đi siêu thị ăn để gì đó ăn. Tầm bậy đó, nghe tầm bậy đó. Út không có nghe vậy nha. Sao con nói? Ủa, con nói là nó đi siêu thị Út Diệu mua giùm con mì Hảo Hảo đúng không? Đúng chưa? Bên nghe tầm bảy tầm ba không à? Đúng không? Hảo Hảo. Mì ly á. Ôi vậy bột táo đi. Bột táo đi. Mặn. Rồi đây là đậu bởi coi. Giờ bỏ mặn đúng không? Con đốt dẹo nè. Rồi ok đó. Con đốt dẹo có hai con vịt ở đi trên, có hai con vịt ở đi dưới. Ăn đi kèm. Và còn mấy con vịt đến đi sâu là mấy con vịt. Tao nói lại con nói nhanh quá, từ từ. Là một con vịt đi ở trên, một con vịt đang đi trên. Hai con vịt đi ở dưới và còn mấy con vịt đang đi đâu? Con vịt đi trên. Con vịt đi dưới, con vịt đi giữa. Đúng không? Đúng. Thiệt không ạ? Có biết không là hay là giờ đi đối tầm bậy vậy? Chút Út Diệu sai biết. Chứ cái gì nói nghe coi. Là ở trong hồ bơi. Ở trong hồ. Đó hả? Đúng rồi, bạn con vịt. Có lần trên trường nó đi xe mua đói á. Hay nói vậy.
Hay quá ta. Ngon không bì? Cái đó trái gì? Mặn. Con đang ăn trái gì? Mặn. Ừ, hay quá. Ừ, cái này cái gì? Bơ đỗ. Cái này cái gì? Dứa. Dứa thơm. Nó hàm lại là trái dứa luôn mà. Đúng rồi. Bữa nay mình ăn ngon không? Ngon. Vui không? Vui. Cái gì vậy? Nói. Cái gì đố tiếu đi. Cái gì nói tiếu đi. Nói nữa hả? Ừ. Vậy sau khi mình đi học về mình làm gì? Tất nhiên là chào ba mẹ. Cơm. Chào ba mẹ. Chính xác. Anh hai đây gì thì đây ra. Cơm. Ăn cơm rồi nó làm gì nữa? Không phải chào mẹ rồi nó làm gì nữa? Ăn cơm. Chào mẹ rồi. Ăn cơm rồi chứ kia rồi. Rồi rồi giờ tới bên nè. Hồi nãy bên trai chưa trả lời nè. Cứ nói tự nhiên. Hả? Cứ nói tự nhiên. Nói gì tự nhiên? Cứ nói tự nhiên. Thì ông hỏi là đi học về làm gì? Đi học về rồi sẽ chào ba mẹ. Nói đó là anh Bi trả lời rồi mà. Trả lời cái khác. Ừ. Ăn cơm. Không. Không. Không biết. Không biết. Cái gọi này ngồi đó cười phải không? Mà. Cái đó dạ là giống nhau rồi. Trả lời cái khác thôi. Suy nghĩ coi, mình đi suy nghĩ coi. Mình đi học về xong rồi mình chào bà ngoại xong rồi mình làm gì? Không có ngậm cái đó mà. Ăn cơm. Đúng rồi. Vậy tới anh hai xong rồi sau đó làm gì nữa? Đi tắm rửa. Đúng đánh rồi, tới em Bi sau đó làm gì nữa? Học bài. Anh hai mà trả lời là anh trai hai mà hỏi người này mà người anh hai trả lời là anh hai bị quýnh đó. Thôi vậy làm gì nữa đi. Đi ngủ. Đúng rồi. Ờ cái giống vậy phải học bài nữa. Học bài nó mới đi ngủ chứ lấy như cô giáo thôi giao bài chặt về nhà chứ đi ngủ không hả? Vậy vậy tới con nè, trả lời tiếp. Đi học về làm gì nữa? Trả lời khác con Bi nha, khác anh hai nha. Ủa cái anh hai nói gì? Không biết đâu, không biết đâu. Chịu thua mà, anh hai nói chịu thua mà. Hả? Mà học. Ờ, con đi suy nghĩ. Cái gì? Đang suy nghĩ. Không ra cho suy nghĩ nữa nha. Rồi, ai ăn nhịp cứu em con đi. Xin chào ba mẹ. Ủa, nói xin chào con hả? Đến giờ tao ăn con nè. Một. Hai. Bông. Học bài. Đúng rồi, tới em Ben. Cái gì, anh Ben. Một. Cái gì? Trả lời. Không bị chưa nói mà. Thì đó, con hỏi nãy giờ mà. Không? Đi học về làm gì? Hai. Đi học về học bài. Học bài trả lời rồi. Ờ chưa, đúng rồi. Thì tới em Bi. Tới Bi. Ủa hồi trước học bài hồi nãy con nói rồi bà. Ủa con nói chưa? Hả? Con nói rồi hả? Chứ bà quên rồi. Rồi. Thì tới em Bi tiếp đi. Biết hết. Cái gì? Nói gì vậy? Tắm kia. Cái đó phải tắm lửa. Tắm lửa hả? Mình hãy tắm lửa rồi. Mình hãy là đi ngủ rồi đó. Rồi sao nữa? Biết rồi. Đi ngủ rồi hết rồi. Nói như đâu mà quý liệu nghĩ sao? Nó thành bậy nha. Rồi nhờ qua cái khác nha. Dạ. Sáng sớm á, mình đi học là trước khi thì mình đi học mình phải làm gì? Súc miệng. Chính xác, tới em Bi. Biết. Tự không biết thì suy nghĩ. Con. Không, tại vậy con. Rồi vậy tới em Bi đi, trả lời ông đủ quýnh này nha. Cái mặt nó hóc giật lên. Bận đồ lên đúng không? Bận đồ đi học đúng không? Chính xác, tới em Bi, em gôn. Đi học. Tự. Con biết con có đáp án. Đúng rồi. Đáp án rồi trả lời. Ủa, phải có giỏ sách mở mới đi được chứ.
Đúng rồi, vậy là tao kêu bạn gì? Chuẩn bị cặp vở. Chuẩn bị cặp sách. Chuẩn bị cặp sách lấy vô đi luôn. Đúng luôn. Rồi. Lấy vô đi qua được cái cặp sách ta khỏi học bài. Rồi, đó em đi. Còn gì nữa? Đúng rồi, ốc vậy quên, đem đồ hay nữa, đem đồ hay nữa. Nó có trả lời nhiều quá trời ơi. Em trả lời, em trả lời đi em. Bể con hả? Hả? Bể đĩa con. Nói gì? Bể đĩa. Không hiểu nói gì. Bể đĩa. Úc hỏi là trước khi đi học mình là phải làm gì? Cái bể đĩa nè. Trời ơi, chắc hao quýnh em bi quá. Sao con phá vậy em bi? Ôi, cái nhãn kiến à. Rồi, trả lời đi, tới 1, 2, 3, 1. Quên. Làm gì? Bi nói là quên rồi. Ba. Thì đây là. Thầy cho ông nói. Rồi, nói đi. Nãy cứ tụ tập. Đuổi Út đuổi đi chỗ khác liền nữa nha. Nó hỏi cho ngủ chung luôn á. Hối mà. Còn con đi con ngủ đâu. Nghĩ giờ với con Bi luôn.